Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái map parkour Đại Hoàng Cung mới. Nhìn cái vẻ bên ngoài thôi, các bạn có thể cảm nhận được. Cái gì vậy bà? Rồi, mình sẽ giới thiệu lại. Nhìn cái vẻ bên ngoài thôi, các bạn có thể cảm nhận được cái sự uy nghiêm và đầy mùi quý tộc. Tiếp tục, các bạn đá mắt lên những cái mái ngói nhà lởm chởm thì nó làm các bạn liên tưởng đến những cái bộ phim huyền thoại đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nó đang ăn sâu vào tâm trí các bạn. Và đó chính là những cái cô cung nữ đầy xinh dai và đẹp gái. Mình không biết là bước vào bên trong thì chúng ta sẽ được nhìn thấy cái gì. Mình nghĩ là đừng có nhìn thấy những cái gì mà chúng ta không nên thấy. Mình thì mình đang liên tưởng đến những cái cô gái mà đang cầm những cái khăn tay hình vuông đứng vẫy vẫy chúng ta vào quán. Ở cái định mệnh, nhầm, vẫy vẫy chúng ta vào hoàng cung. Rồi, những cái bước đầu tiên thì nó rất là khó khăn. Nó đẩy chúng ta, nó đẩy tất tần tật, rất là êm ái. Vâng, khi mà ngước màn nhìn lên thì chúng ta sẽ trải nghiệm và nhìn thấy những cái gì mà nó đi ngược lại. Bị lag à? Nó đi ngược lại những cái suy nghĩ. Thế mình thì mình cứ tưởng là đi vào đây gặp gái để quay tay thôi. Thế là mừng hụt, vào đây thì cái quang cảnh hoang sơ và đổ nát. Thế nó bắt chúng ta phải nhảy qua cái đống đổ nát này. Đấy, vào đây thì chỉ mong là gặp gái để quay tay. Nhưng bây giờ thì... Ui, thôi xong rồi. Nhưng thì mới vào đây, chúng ta không gặp gái, cũng phải quay tay. Ôi, cái định mệnh gì vậy? Quay tay được một tí thôi mà. Định mệnh mới nói quay tay một tí thôi. Thế là nó bắt quay tay 2-3 lần. Thật là VL. Hay lắm bạn ơi. Trời, cây rào nó chạy qua chạy lại. Mệnh hay lắm. Bố mẹ sợ mày quá cơ. Và chúng ta sẽ dùng cùng tiếp tục đi vào răng cưa. Định mệnh Hoàng Cung tích đích nào lắm răng cưa nhỉ? Và cái đoạn này mắc khó nha. Ui ôi, không qua được rồi. Không qua được rồi, lâu rồi chưa chơi. Cái map này thì lâu lắm rồi. Mình cuối cùng cũng đã trải nghiệm lại được. Nhưng mỗi lần mà làm clip trải nghiệm này thì mình mới chơi thôi. Cái bình thường mình lười lắm. Ở trong cái map này thì nó cũng ra đồ như những cái map cũ thôi. Thì mấy Hoàng Cung thì đích nào toàn núi thế này. Hư cấu. Là mình nó đi ngược lại cái thực tế anh em ạ. Cái này chúng ta phải gọi là nó quá hư cấu rồi. Ây à, lại nữa kìa. Thật là khổ đi mà. Rồi, may quá, vẫn qua được. Ê, cuộc tình thì dù đúng dù sai, nhưng qua được thì vẫn là qua được thôi. Ơ bạn kia định mệnh, sao lại đi vòng? Thật là hư cấu. Mình nghĩ gì vậy nhở? Rồi, thế đích nào đi tắt. Rồi, sấp mặt lờ. Hay quá. Thằng kia không biết là nó nghĩ gì. Rồi bạn ơi, chặn đường à? Chặn đường à? Chặn cái gì? Chặn cái gì vậy bá? Mấy cái đường này nó có chặn được đâu. Tuy nhiên này ảo tưởng sức mạnh nhưng mình sẽ chặn được đường. Rồi, hơi chơi hơi bị ngáo một tí. Chủ yếu là funny thôi. Chứ còn chơi cái mấy cái map này thì mình chơi đi chơi lại mà. Rồi, úi dồi ôi. Cái gì vậy? Thật là hư cấu. Tuy nhiên, rồi hay lắm đi mà. Bạn đã qua được rồi thì mình sẽ tiếp bước nối gót của bạn. Đấy, mình sẽ lên cùng bạn ngay. Ven nước thằng này lấy ở đâu ra nhanh thế nhở? Mình vào cái hoạt động vẫn chưa nhận được. Mày ăn cái gì mà hên thế? Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái răng cưa. Răng cưa thần thánh ấy mà. Rồi, răng cưa thì cứ chơi map parkour thì anh em sẽ biết. Ở cái hố này thì xin giới thiệu các bạn là đây là hố tử thần. Nhảy vào sẽ bất tử. Rồi nói đến thế rồi thì nhâm ra sẽ hiểu đến nó sẽ như thế nào rồi. Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng thằng đẹp trai nhất là vẫn là sống đến cuối cùng. Đừng, đừng, hay lắm, đéo chết. Người ta gọi là xét đánh trăm lần không chết. Rồi nãy thì chơi rất là hay, bây giờ thì chơi là phải nhìn trước nhìn sau. Hay lắm, mình sẽ được cái gì đây? À đủ, linh kiện Scout Guardian này. Thật là VL. Đấy, anh em thấy mình hên không ạ? Mậy, làm clip chết liên tục. Đi thì tầm 3 phút. Đi thì nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Không bao giờ nhìn cái của quý để mà liếm. Thế đấy, nào nhận được Scout Guardian. Thật là hư cấu. Anh em sau này cứ tập chơi như mình nhá. Đi cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây thôi. Không cần nhìn gì nhiều. Thế là chúng ta lại có đồ ngon để mút thôi. Các bạn vào đây thì chủ yếu là lấy đồ ngon thôi. Còn đồ cùi bắp thì chả mút làm cái gì cho nó mệt người. Mút mấy cái đồ cùi bắp thì nó nặn bụng thôi, chứ không có gì để hot hết. Cái cây này thì đây là cây cận chiến bình thường.
nó sẽ không giúp mình chạy nhanh hơn và không tăng tốc chạy hay gì gì hết. Và chắc chắn là mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Tại vì đi quanh một vòng mà bắt cứ tưởng là vào đây là gặp gái để quay tay, mệnh vào đây không gặp gái vẫn bắt phải quay tay, thật là VL. Và chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Tại vì cái map này thì nó chỉ vỏn vẹn là như thế thôi. Rất nhiều anh em là yêu cầu mình làm cái clip này và yêu cầu là cái gì ta, yêu cầu là đi đường tắt, nhưng mình thấy là mình đã theo cái sự tìm hiểu của mình thì mình không tìm thấy được cái đường tắt cái chỗ nào. Duy nhất thì nếu các bạn đi đường này thì lên đây thì tức là các bạn cũng không nên đi làm cái gì cho nó mệt người. Còn một đường tắt nữa nhưng không đi được anh em ạ. Mình đã test đi test lại nhiều lần rồi không đi được, đó chính là bay từ lúc mới đi đây qua bên này đấy thì dùng VIP luôn nhưng không qua được, tại vì nó fit rồi. Các bạn phải đợi ra những cái bản sau này thì như là mới đi được hay sao ấy. Nhưng đi như thế thì cũng mệt công thôi. Tại vì đi qua đây thì chỉ nhận được cái móc thứ 11, còn móc thứ 10 thì các bạn đã bị mất đi một lượt. Thì như thế thì các bạn đi đường tắt thì làm màu cho nó đẹp người thôi. Chứ còn nếu mà đi như thế thì chỉ nhận được cái một món quà thì chơi nó không hay lắm. Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì hay thì đừng quên like và subscribe kênh Hồ Mị nha. Chắc chắn là không có đường tắt hay bung hay biết các kiểu rồi. Các bạn phải đợi những cái map tiếp theo thôi. Còn map này thì khó lắm. Vì mệnh vào đây thì chủ yếu là ngắm gái thôi. Vào thì thấy hoang tàn, đổ nát, hoang sơ như thế này thì chắc là không ngắm gái được rồi. Bắt buộc các bạn vào đây thì quay liệt con mẹ nó tay thôi. Ok thì mình sẽ bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Cố lắm mới làm được một cái clip mệnh.